KNP Đại Phát Jewelry chuyên bán vàng hộp xoàn GIA và đủ các loại nữ trang hiếm quý được khách hàng tin tưởng và ủng hộ trên 25 năm qua. Để cảm tạ quý khách, chúng tôi có giá thật hấp dẫn: hộp xoàn 4 ly VVS1 nước Y 400 Mỹ kim, 4 ly rưỡi 700 Mỹ kim. Hộp xoàn GIA với giá đặc biệt chỉ có tại KNP Đại Phát Jewelry trên lầu Phước Lộc Thọ, căn 214, gian hàng số 8 và 9 và mỗi thứ ba lúc 10 giờ 30 sáng và thứ sáu 8 giờ 30 tối. KNP Đại Phát Jewelry sẽ đem đến khán giả Lido Song TV những viên hộp xoàn GIA giá trị hợp túi tiền. Kính quý vị đón theo dõi 714-890-0699. Kính chào quý khán giả đến với chương trình Talk Show, giới thiệu đến quý vị trung tâm hộp xoàn K&P Đại Phát. Và quý vị trong chương trình ngày hôm nay, nếu quý vị muốn order những cái món nữ trang nào, xin chuẩn bị giấy viết để mà ghi xuống số thứ tự của những món nữ trang mà chúng tôi sẽ giới thiệu trong chương trình ngày hôm nay. Và cũng đừng quên ghi lại số điện thoại của trung tâm hộp xoàn K&P Đại Phát: 714-305-8089. Phạm Khanh xin chào chị Bích. Dạ, em chào anh Phạm Khanh. Kính thưa quý vị, đã qua một tuần mới rồi quý vị. Hôm nay Bích có 16 món, mong quý vị nhớ dùng viết bút và ghi xuống, mà sau hết cái show đó là quý vị nhớ gọi vô liền, chứ không quý vị nói ủa tại sao tôi gọi hoài không có được món nào hết. Chứ nhiều khi thì cũng có người hay theo dõi lắm, thấy rẻ là họ lấy, mà họ đã lấy rồi thì không có món số 2. Mong quý vị thông cảm cái phần đó nha. Bây giờ mà biết mang qua món số 1. Món số 1 là một đôi bông tai vàng trắng 18K, có 14 viên xoàn nhỏ cộng với cái 2 viên xoàn 4 ly VVS1 nước E color, sạch đẹp, không bọt mà cũng không có than. Giá thị trường đã là 1650, on sale ngày hôm nay chỉ có 1350. Vỏ xoàn là 550, còn cái xoàn 4 ly Bích vẫn còn on sale, VVS1 là e-corder vẫn còn on sale là 400 đồng một viên, không có nhiều quý vị. Là 400 đồng một viên, 2 viên là 800 rồi, cộng với cái mặt cái vỏ bông là 550 nữa thì là 1350, là món số 1. Qua món số 2 là một chiếc nhẫn xoàn vàng trắng 18K cộng với 6 viên xoàn nhỏ và xoàn vuông, hai bên là xoàn vuông, mỗi viên xoàn vuông thì có 2 ly rưỡi cho tới 2 ly 6 quý vị. Một viên xoàn chính giữa là 5 ly 2. VVS1 mà nước G-John chẳng lắm quý vị. G-John Color đó quý vị, cộng với 3 Excellent. Viên này có giấy giám định của GIA, sạch đẹp, không bọt và cũng không có than. Giá thị trường là 2.100 rồi quý vị. On sale ngày hôm nay chỉ có 1.730. Cái vỏ xoàn là 308. Còn cái xoàn 5 ly 2 VVS1 nước G-John đó quý vị, chỉ có là 1.350, quá rẻ quý vị ơi. Hai cái cộng lại là 1.730. Món số 3 là một đôi bông tai vàng 18, có khoảng là 60 viên xoàn nhỏ. Cái này là màu vàng chứ không phải màu trắng quý vị nhé. Cộng với hai cái viên xoàn chính giữa là 4 ly rưỡi VVS1 nước H, là nước H đó quý vị. Cộng với 3 Excellent, hai viên này đều có giấy giám định của GIA, sạch đẹp, không bọt và cũng không có than. Giá thị trường là 2.650 rồi, còn on sale ngày hôm nay chỉ có 2.150. Cái vỏ xoàn mà vỏ bông á, toàn ten, cái này là toàn ten luôn, là chỉ có 750 đô. Còn cái xoàn chính giữa là 4 ly rưỡi, mỗi viên vẫn là 700 đô, nhân 2 là 1.400. Mà 4 ly rưỡi này có giấy GIA quý vị nhé, là hai cái cộng lại là 2.150. Qua món số 4 là một chiếc nhẫn xoàn kiểu Hồng Kông vàng trắng 18K, có khoảng 60 viên xoàn nhỏ, cộng với một cái viên xoàn chính giữa là 1 carat 62 IF hex color cộng với 3 excellent. Viên này có giấy giám định của GIA. Giá thị trường là 16.500. On sale ngày hôm nay chỉ có là 13.500. Cái vỏ xoàn
kiểu Hồng Kông đẹp lắm quý vị, chỉ có là 1.000 đô mà thôi. Còn cái xoàn 1 carat 62 là 1 cộng 6 là 7, 7 cộng 2 nó là 9, 9 nút hên lắm quý vị. Mà được IF thì sạch tuyệt vời rồi quý vị ơi, mà hex color nút khác thì trắng không còn chỗ chê nữa. Mà giá rất là coi như là mềm mà rẻ, chỉ có là 12.500 là cái viên hột xoàn 1 carat 62. Hai cái cộng lại là 13.500 là qua món số 5. Là một chiếc nhẫn nam, lâu quá không mang nhẫn nam lên. Một chiếc nhẫn nam vàng trắng 18K có khoảng 20 viên xoàn nhỏ. Đây là kiểu Hồng Kông chứ không phải kiểu LA. Cộng với một cái viên xoàn chính giữa là 5 ly 1 VVS1 cộng với 3 Excellent. Nước xoàn này 5 ly 1 này nước đó là nước Gijon đó quý vị, trắng lắm. Viên này có giấy giám định của GIA, sạch đẹp, không bọt mà cũng không có than luôn. Giá thị trường là 2.200. 5 ly 1 VVS1 KMP Đại Pháp của Bích vẫn còn on sale, chỉ có 1.250 đồng một viên. Cái vỏ xoàn là 550, hai cái cộng lại là 1.800. Là qua món số 6, là một chiếc nhẫn vàng trắng 18K cộng với hai cái viên xoàn là 4 ly rưỡi, hai bên là 4 ly rưỡi. Chiếc nhẫn này là có tổng cộng là 3 viên. Hai bên hai viên ở hai bên là 4 ly rưỡi. Hai cái cộng là 9 nút rồi quý vị. VVS1 thì sạch đẹp rồi. Nước E color. Và hai viên này cũng có giấy giám định của GIA. Cộng chính giữa là một cái viên là 5 ly 4, cũng là 9 nút. VVS1 cộng với 3 Excellent. Tất cả 3 viên này đều có giấy giám định của GIA. Mà 3 viên này đều là 9 nút, rất là hên quý vị. Giá thị trường là 5.900 rồi, on sale ngày hôm nay chỉ có là 4.900 đô. Cái xoàn 4 ly rưỡi VVS1 nước E-Color chỉ có 850 đô, nhân 2 là 1.700. Cái xoàn 5 ly 4 VVS1 nước E-Color vẫn còn on sale 3.000 đồng một viên, bỏ hai cái cộng lại, 3 cái cộng lại là 4.900 quý vị nhé. Qua cái món số 7 là một chiếc nhẫn vàng trắng 18K cộng với 14 viên xoàn. 14 viên xoàn là mỗi viên là 2 ly quý vị. Cộng với 5 viên xoàn là 3 ly 2. VVS1 nước E-Color sạch đẹp, không bọt mà cũng không có than. Giá thị trường là 1.500 mà ngày hôm nay on sale chỉ có 1.200 đô. Vỏ xoàn là 550, còn cái xoàn 3 ly 2 VVS1 nước E-Color chỉ có 650 đô, hai cái cộng lại là 1.200 đô. Qua món số 8 là một đôi bông tai vàng trắng 18K có khoảng 16 viên xoàn nhỏ, cộng với hai cái viên xoàn chính giữa là 3 ly 9 VVS1 nước E-Color. Giá thị trường là 980 đô, on sale ngày hôm nay chỉ có 800 đô. Cái vỏ cái xoàn 3 ly 9 on sale là 600 đô, vỏ xoàn là 200, hai cái cộng lại là 800. Làm qua món số 9 là một cái chiếc vòng vàng trắng 18K cộng với 13 viên xoàn nhỏ, vàng nặng là 3 chỉ 3, giá thị trường là 780, là on sale ngày hôm nay chỉ có 650 đô. Là đây tất cả là 9 món, mong quý vị gọi vô cho KNP Đại Phát ở số phone 714-305-8089 quý vị nhé. Cảm ơn chị Bích. Và sau đây thì Phạm Khanh sẽ lặp lại những món nữ trang đầu tiên trong chương trình ngày hôm nay. Món thứ nhất đó là một đôi bông tai vàng trắng 18K có 14 viên xoàn nhỏ cộng 2 viên xoàn 4 ly VVS1 nước E-Color, giá on sale 1.350 đô. Món thứ hai đó là một chiếc nhẫn xoàn vàng trắng 18K cộng 6 viên xoàn vuông cộng 1 viên xoàn 5 ly 2 VVS1 nước Gijon Color 3 Excellent, giá on sale là 1.730 đô. Món thứ ba đó là một đôi bông tai vàng 18K có khoảng 60 viên xoàn nhỏ cộng 2 viên xoàn 4 ly rưỡi VVS1 nước H Color 3 Excellent, giá on sale là 2.150 đô. Món thứ tư đó là một chiếc nhẫn xoàn kiểu Hồng Kông vàng trắng 18K có khoảng 60 viên xoàn nhỏ cộng 1 viên xoàn 1 carat 62 IF nước H Color 3 Excellent, giá on sale là 13.500 đô.
Món thứ 5 đó là một chiếc nhẫn nam vàng trắng 18 khe có khoảng 20 viên sòn nhỏ, còn một viên sòn 51 VVS1 3 Excellent giá on sale là 1.800 đô. Và món thứ 6 đó là một chiếc nhẫn vàng trắng 18 khe, hai viên cộng với hai viên sòn 4.5 VVS1 nước E-Color 3 Excellent giá on sale là 4.900 đô. Món thứ 7 đó là một chiếc nhẫn vàng 18 khe cộng 14 viên sòn 2 ly cộng với 5 viên sòn 3 ly 2 VVS1 nước E-Color giá on sale là 1.200 đô. Món thứ 8 đó là một đôi bông tai vàng trắng 18 khe có khoảng 16 viên sòn nhỏ cộng 2 viên sòn 3 ly 9 VVS1 nước E-Color giá on sale là 800 đô. Và món thứ 9 đó là một chiếc vòng vàng trắng 18 khe cộng 13 viên sòn nhỏ vàng nặng 3 chỉ 3 giá on sale là 650 đô. Và sau đây thì chúng tôi xin mời quý vị theo dõi một số thông tin thương mại và sau đó chúng tôi sẽ trở lại với những món nữ trang kế tiếp trong chương trình hôm nay.